bài chưa? Dạ thuộc rồi. Cái điều thuộc gì nữa anh, kịch bản em học anh bỏ hết rồi. Em tập hát mà em khang tiếng vậy đó. Hát dở mà không gắng tập cho giữ mà giờ khang tiếng rồi. Em tập nè, anh chịu tức vậy. Câu nào hay nhất ta? Ở câu cuối thì à, vẫn là con gái vậy hả? Tưng 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 lưng tưng tưng. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy chưa xong rộng đường dài. Em tập nhiều lắm đó anh, em tập nguyên ngày luôn á. Nghe nói em là thù của âm nhạc không? Kẻ thù của âm nhạc, nhạc đi đường nhạc, em đi đường em. Dạ hả? Dạ. Không có cảm được nhạc hả? Dạ không. Từ nhỏ tới lớn luôn nha hả? Thiệt luôn, ba em hát hay, mẹ em hát hay, anh em hát rất hay. Mẹ em rất quớt, không hiểu luôn. Nhưng mà em có một người hát dở. Ai nữa? Ông Hằng Sớm. Ông Hằng Sớm hát dở em, con không Hằng Sớm. Sao ai cũng hay có mình lời không hết dở vậy? Không, không nói thiệt, em tự tin luôn anh. Tự nhiên em nhận lời, cái xong cái em thấy chị Duyên tập nó kêu em ơi phải hát một bài đó. Xong chị đưa cho em hát cái bài sao em nở vội lấy chồng á. Rồi cái bài gì sao út nở trời. Em không biết bài đó luôn anh. Có nghĩa là em nghe nhưng mà em không có biết làm sao để em hát. Hiểu không? Em nói thôi chị giờ chị đổi cho em Duyên Phận đi. Bài nó phổ biến hơn không? Dạ, bài Duyên Phận thì nó phổ biến hơn, dễ hát hơn. Cũng ai là còn xinh xắn dễ thương nữa mà hát dở mà xấu hơn thôi. Chồng rồi thôi, cố gắng lên. Nhưng mà mặc áo dễ thương đó, bà ba là dễ thương nè. Dạ. Bà ba này là em mua á anh, mua chương trình chứ không tới đây á. Quay mua xong hả? Mua luôn. À mua của chương trình luôn hả? Dạ. Wow. Quay xong mua luôn. Mua mấy cái? Dạ mua ba cái. À mua để mặc thôi, đi quay dạ. Đồng ruộng đó. Dạ. Quay mấy chương trình du hí rồi nọ xong. Cô ba cũng đẹp chứ. Dạ đẹp chứ anh, trời ơi, nó sao đẹp. Cơm nước đầy đủ. Mọi người có thấy một điều gì lạ không? Bữa nay anh Khương đẹp trai lắm nha. Trời ơi, màu vàng là màu của phản bội. Cái gì hả? Màu đỏ là màu của Thủy Chung nè. Bậy màu đỏ là Thủy Chung gì? Anh đây mặt nạ cho anh nhận ra em ạ. À đi xong nè. Ủa vẫn ra hả? Có gì đâu trời. Chị đấy, lấy mắt kính vô nó được không? Đeo cái gì này mặt nạ thì nhìn ra chứ. Ra chứ. Ra chứ. Cái này có nước lấy cái quần đội lên. Không ra. Đeo cho thằng chị. Nhưng mà con cho bạn cái nón lá đi. Anh chứng. Cho bạn cái nón lá đi, con nón lá làm như thế, con nón lá hả? Dạ. Hôm bữa em có, em mua luôn rồi. Mà em đi quay cái thêm thằng nhỏ kia nó bụng nó hát trong chỗ mà anh nó hư luôn. Rồi này thấy, biết. Đi lấy cái mắt kiến của chị nữa đi, trời nhận ra liền. Nhận ra chứ. Nghe chất giọng em rồi em. Có nón lá cho em sụp sụp sụp. Chấm thêm cái bột rủi đây giùm em. Giờ nó lấy là con. Lấy cái gì, cái kẻ thì mà dễ hết đây. Dễ mà. Dễ mà cũng. Ngày mai em còn sao lát dột rút ra nó dễ. Rút ra cái ra chứ thôi rút mở ra. Dẫn tới chương trình không có rút ra được luôn. Ồ, đeo mặt áo bà ba, đeo cái mặt áo màu đỏ. Màu đỏ lắm chứ ha. Cái gì vậy? Biết anh. Có gì trên sân khấu mình có dòng sông để em bước qua ha. Bước qua dòng sông.
Em sáng buồn lên. Cái đại đại và trong này mà đi diễn đi quay MV với Kim Dường mà quay MV mà cảnh cảnh thật á, ví dụ là đàn hát có bước qua dòng sông là cũng bước luôn, quay MV thật vui lắm, nói chung là có gì mình có hình có bạn đó. Em mới đi đâu có kiếm ta? Thôi đâu kiếm gì? Hay là được khẩu trang đi, khẩu trang không? Khẩu trang rồi sao má? Khẩu trang mấy cái là sức khỏe nó dở rồi, không được cái gì cũng được. Không có nó lá là che che lại được rồi, thì nó vui lắm. Này, tụi em ở đây nó có cái thằng ấy á, có cái thằng quấn á, cho bé nó quấn thì nó là sao quấn hả? Thằng lụa gì đây chắc có đó, cái khuôn lụa có gì như vậy đâu, thấy mình thấy nó vui, khi mà mở ra thì thấy cái mặt em nó vui. Thế nên khi đó mà mình nghe em hát dở á, xong cái tấm chuyện mở ra thì tao thấy em, người ta cười vô mặt em cũng vui, đúng không? Trang không nghe. Lần nào hôm nay là lần đầu tiên cho mình MC là trước giờ cho mình MC gì? Dạ, trước đây em có làm MC rồi, mà là MC của chương trình Chiếc Không Ta Đây, chiếu được 2 tập rồi. Nhưng mà MC đó thì nó dễ hơn ở đây nhiều. Thứ nhất đó là ở đó là mình với đại chú đạo diễn với lại ekip thôi. Còn ngày hôm nay là trước mặt anh chị báo chí nè, rồi đặc biệt là anh Trường Giang, là anh Tấn Thành, anh Đại Nghĩa nè, là ba anh nghệ sĩ MC ta nói là quá xuất sắc rồi, quá đỉnh của đỉnh rồi. Và bây giờ mình làm thôi, nhưng mà hy vọng là mấy anh sẽ thông cảm, tại vì mình cũng là nghiệp dư mà mình cũng mới tập tành mình làm thôi, thì mình sẽ cố gắng giống như đó mọi người thấy không, kịch bản là gửi cho Trâm á là như vậy đó, mà bây giờ sửa lại sạch trơn rồi nè, tan bát giờ tan nát luôn, coi như là trong kịch bản là không còn cái gì hết, bây giờ mình sẽ tự biên tự diễn thôi. Hy vọng là mình sẽ làm tốt cái vai trò này, cố lên. Đúng rồi, đây là cơ hội của Trâm, cố gắng đi. Chúng ta nghe cái giai điệu này có cảm thấy quen không ạ? Và cái giai điệu này nó đã đến với tất cả quý vị khán giả đã 4 năm rồi, thưa quý vị. 4 mùa trước trôi qua, mỗi tối thứ bảy hàng tuần khi cái giai điệu này cất lên là tất cả mọi người đều nôn nao, đều mong muốn ngồi trước màn hình để theo dõi những diễn biến cực kỳ vui nhộn. Và năm nay mùa thứ năm, giai điệu này một lần nữa lại cất lên vào những buổi tối cuối tuần, mang đến cho quý vị khán giả thật nhiều niềm vui với chương trình Chào Mãi Chào Mai mùa thứ năm. Thưa quý vị, chương trình Chào Mãi Chào Mai mùa năm do công ty Core Entertainment thực hiện phối hợp cùng với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng xin cảm ơn đơn vị tài trợ độc quyền Samsung Galaxy Tiên Phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Và như thường lệ thì đến với chương trình này, chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời quen thuộc mà chúng tôi gọi đó là những chủ nhà hết sức thân thương của chúng ta. Hãy cùng chào đón Trấn Thành và Trường Giang. Hoàng Dương, Nhật Kim Anh, Otis, Đạt Chi. Nhưng mà bây giờ hôm nay mình có hai cái tiết mục đầu tiên nè, hai tiết mục mà mình biểu diễn nè, hai tiết mục mà Trường Giang và Trấn Thành lựa chọn, thì nó không phải là nằm trong số hai tiết mục để cho các anh chị em báo chí đoán đúng không? Hai tiết mục này là khác đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ xin mời tất cả các chị em ở đây, chúng ta sẽ coi một cái tiết mục đầu tiên. Cái tiết mục này do Trấn Thành với Trường Giang lựa chọn nha. Mời em. Yeah.
chị ơi. Thôi bớt em, để bớt ca tấn người ta tội nghiệp. Còn một đoạn nữa nè. Thôi con đoạn cuối cho em hát đoạn cuối nha. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Phải hỏi vậy, bước qua dòng sông hỏi từng con sóng hát dở vậy, có ai dám yêu mình không? Sao? Bây giờ hiện nguyên hình được chưa? Em chưa nha. Em không dám. Em ơi, em hát dở tính túy đó. Hả? Em đoán sai đúng không? Lương Mỹ Kỳ hả? À, mà thấy bà này hát rất là kỳ nhiệm. Không, thực sự là em tập hát từ hôm qua tới nay luôn đó, mà không hiểu sao nhạc đi đường nhạc em vẫn đi đường em. Không những vậy mà còn bị xét nữa, không thuận lời nữa. Hiện nguyên hình, yêu quái, hiện thân. Trời ơi, và thưa quý vị, Hồ Bích Râm diễn viên thôi mà lần đầu tiên dám cầm micro hát giữa đại chúng như thế này. Sao gan vậy Trâm? Dạ, thật ra là em có niềm tin như vậy là nhờ vào anh Thương Dừa. Anh Dừa nói gì? Em. Dạ, anh nói em là cứ lên hát đi. Người ta thấy không hay nhưng đối với anh em hay là được. Ủa trời, Thương Dừa yêu em hay sao vậy? Dạ, không chắc phải. Có bất chắc vậy? Dạ không phải đâu anh, tại vì để thuyết phục em được được hát á, để em hát á thì anh đã nói như vậy thì em nghe cũng mũi lòng. Cho nên em quyết định là thôi em chơi lớn luôn một lần. À mà từ xưa giờ em hoạt động nghệ thuật cũng nhiều năm rồi, có bao giờ em cầm micro em hát giao lưu khán giả cái này kia chưa? Dạ chưa bao giờ anh. Hát karaoke với gia đình có không? Dạ thì em vẫn đi bình thường nhưng mà em cũng hát thôi. À tức là ngồi ăn phá mồi này kia thôi. Dạ. Gia đình ai hát thì hát. Dạ đúng rồi, gia đình em ngộ lắm anh. Ba em hát hay, mẹ em hát hay, anh trai của em hát cực hay. Có điều em hết chất quốc rồi. Vậy thì coi lại mình có phải con ruột hay không? Chứ sao giờ? Rồi ngày hôm nay tới đây làm MC chương trình cho họp báo đúng không? Dạ thì anh Hương vừa nói là thôi cứ lên hát đi rồi có gì là dẫn dắt chương trình sau nghĩa luôn. À. Nên ngày hôm nay cũng rất là vinh dự khi mà đứng đây. Thực sự là rất là rung đó anh. Tại vì lần đầu tiên mà ngày hôm nay anh chị báo chí rất là nhiều, đặc biệt là có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ nữa, giống như là anh Trường Giang. Rồi. Rồi chị Trần Kim Anh, trời ơi, rất là nhiều nghệ sĩ lớn đang ngồi ở đây mà em hát rồi em hát dở gì em cũng ngại. Ông em ơi, da cái Nhật Kim Anh mới ngại khi nghe em hát đó. Cho nên là kiểu mình hát bất chấp á, tại vì có nhiều người giống vậy lắm ha. À, tức là mình hát không hay mà mình yêu cả nhà, mình thích nghệ thuật và mình thích được thể hiện. Đó, hát bất chấp luôn, em là vậy đó. Dạ, em ngày hôm nay nếu mà em hát hoàn, nếu như hồi nãy mà em hát hoàn chỉnh luôn một bài á là anh vừa sẽ đầu tư tiền cho em để làm MV. Mà bây giờ cái bài của em chất bốt rồi cho nên là khả năng em làm ca sĩ rất là thấp. Đi bán dừa phụ với Hương Dừa đi nha. Dạ không, bây giờ anh bỏ bán dừa rồi, anh bán sầu riêng rồi. Bán sầu riêng đúng không? Rồi thôi bây giờ thì anh sẽ nhường là sân khấu cho Hồ Bích Trâm. Tất cả mọi người hãy hướng mắt về sân khấu để chúng ta đón xem trailer của Giọng Ải Giọng Ai mùa 5 ạ. Mong đợi nhất đã quay trở lại, vẫn là bộ đôi chủ nhà duyên dáng Trấn Thành, Dương Giang. Nghe khách mời đình đám với những nhân vật lần đầu tiên xuất hiện. Tiên với lại Vũ thấy cái gì mới lạ nữa không ở mùa này? Em thấy có nguyên cái bàn trúng. Đó, thấy chưa? Mới nói thì á, ai nói vậy chứ? Anh nghĩ cho em xin nước uống. Đây em, anh có thay không? Dạ, em cảm ơn. Gì vậy, tưới cây hả? Không, nhưng mà cái bài đó là Dương hát cay. Rõ ràng tại vì hồi nãy chị thấy là cái ánh mắt em lướt qua bên kia mà nhìn nó cũng đoạn là em bị lé. Em chắc chắn là mình hát hay. Tại sao? Dạ em cảm nhận như vậy. Ngoài cái cảm nhận ra mình còn cái lý do nào khác cụ thể hơn không? Không. Dạ, thật ra thì mình nói là đền tiền nhưng mà cái đó là giống như thưởng chứ. Mình nói tại nãy họp báo mình nói rồi, giống như mình đặt tiền nhưng mà thật ra giống như các bạn đó hát rất là hay, xong rồi bạn bị cộng đồng bạn hát dở thì giống như là ban chương trình họ giống ban bình luận họ khách mời họ thấy giống như là thưởng, giống như có phần thưởng cho họ. Và cái phần mà trao đó là cái bản hay bản trực tuyến đó là phần tiền mặt hay gì đó.
nó là vui thôi, thật ra nó rất là vui và thử cho thí sinh gì đó. Của chúng tôi sẽ phát sóng hàng tuần vào chủ nhật lúc 19 giờ bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 trên HTV7, tức là chủ nhật tuần sau chương trình sẽ lên sóng số đầu tiên. Mong rằng các anh chị hãy chia sẻ thông tin để cho tất cả khán giả nắm rõ để đón xem chương trình Giờ Mãi Giọng Hai buổi năm nay.